Thay đổi tư duy sản xuất, tiếp cận cách thức sản xuất mới mẻ, tiên tiến, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Hướng đi này đã được nhiều hộ nông dân lựa chọn bởi tính thị trường, hiệu quả kinh tế và chất lượng của sản phẩm. Từng trồng nhiều loại cây trồng khác nhau nhưng đến năm 2020, ông Nguyễn Văn Khoa ở xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đã quyết định bắt tay vào thực hiện mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước. Trồng các loại cây rồi, cũng từ cây cam, cây bạch thủ đến cây thanh long, nhưng mà đúng mức là tôi cảm thấy là trồng ở ngoài môi trường thì là nó cũng không đảm bảo được về cái sâu bệnh. Thế nên là khi sâu bệnh thì phải phun thuốc, mà phun thuốc thì nó lại rất độc hại. Thế cũng qua một thời gian là nghiên cứu và cũng đi học hỏi, thì tôi cũng mạnh dạn đầu tư vào cái mô hình trồng ở trong nhà lưới. Sau hơn một năm áp dụng mô hình thử nghiệm này, bước đầu đã thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình ông Khoa. Sau 70 ngày trồng và chăm sóc, ông thu hoạch vụ dưa lưới đầu tiên với sản lượng 5 tấn dưa. Sau một năm, đây là lứa dưa thứ 3 chuẩn bị được thu hoạch với tín hiệu khả quan. Nhà màng này là không sử dụng một các loại hóa chất gì vào đây cả. Đều đây là phân vi sinh để đảm bảo cho nó là sạch tuyệt đối luôn. Lứa này lứa thứ 3 rồi, nhưng mà nó mang lại hiệu quả thì là rõ rệt. Thì một vụ nó tương đương với lại khoảng độ 5 tấn. 5 tấn nếu mà đạt được cái tỷ lệ chuẩn thì là bán ra thị trường về Hà Nội ấy, thì là nó tương đương với khoảng độ 250 triệu. Rất là mong muốn là các cơ quan ban ngành là tạo điều kiện cho mình là đăng ký cái sản phẩm VietGAP để là khi đi đến đâu cái là nó có cái chứng nhận VietGAP thì mình rất dễ tiêu thụ. Từ thực tế cho thấy, lợi nhuận từ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đem lại khá cao. Hiện nay, huyện Hàm Yên đang có kế hoạch nhân rộng mô hình, đẩy mạnh sản xuất tiến tới nền nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đối với các mô hình như dưa lưới thì chúng tôi cũng cử cán bộ kỹ thuật lên hướng dẫn và tác động các khâu kỹ thuật vào cho bà con nông dân. Qua một năm phát triển, thì chúng tôi đánh giá là cái tốc độ phát triển và cái sản phẩm tương đối tốt, mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt là các mô hình này chúng tôi sẽ nhân rộng dần lên đối với một số xã và một số hợp tác. Lợi ích về môi trường, sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đây cũng là cơ hội giúp cho nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, hướng tới phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững.